2, 3, action. Chào các bạn đã đến với channel của Gà Con Siêu Quậy. Lè lè, lè lưỡi ra mày. Ê. Chạy. Rồi. Rồi, các bạn thấy mấy con cút không? Ngon kìa, tối tối dữ ta. Đây. Đó, mày con trống nha các bạn. Đó, con trống này con máy. Đó, thì lũi. Ê. Đi lũi. Đây mình cho các bạn xem chuột mình nuôi hôm bữa nha. Hai con lận. À, đây một con chuột. Tối quá, này sáng rồi. Còn cái lồng này bị mình đi chơi lễ xong rồi cái mình lên đây nó vuột nó mất tiêu các bạn ơi. Hôm bữa mình để vô này nè, không biết lên đây thấy trống chờ cái lồng cũng chờ biết đi ra nào hay ta. Rồi vì là nó ụt ụt nãy đi rồi, tại bẩm không có cột lên nè, cái ụt ụt nãy đi mất tiêu rồi, con kia đi mất tiêu còn con một à. Trời, le gượt luôn ta. Ôi vậy le trong đây không sợ chuột nữa, các bạn thấy không, nó cắn luôn nữa. le dữ ta. Đó là nó dĩa chuột luôn rồi. Ôi gì chứ có le trong đây nó giữ chứ, nó gượt chuột được à. Ôi hàng gì cấp này thấy hấp nó thấy này, hàng gì cấp này thấy ít có chuột hôm nay các bạn ơi. Chắc cái tối le nó gượt chạy hết rồi, nó dữ không. Còn con nuôi nè các bạn, cục này cục cắm nhum, khó nước kè nó le rồi, nó le lưỡi nó mổ con chuột. Đây có cái bạn nó cho ăn dừa bóng lông lắm, để mình thảy cho nó hai miếng dừa cho nó ăn. Cá dừa. Bỏ cá dừa vô cho nó ăn. Thôi nó ra ngoài đây nó sợ mấy con này các bạn ơi, để nó vô lại đi. Cho mấy cút ăn. Cút này không chùi lũi lông chơi nè các bạn, dễ ra lông nè, ra lông lại hết trơn rồi, muốn điều rồi nè. Con này thì nó ra điều gan rồi. Trời bắt đầu chuyển mưa, đổ muốn đổ mưa bạn ơi, gió thổi giông gió quá trời. Tụi này
nó quẳng bay tới bay lui nha. Gió thổi cây cối ngù. Ôi cua lai này giờ nó đẹp quá trời các bạn. Nè nó nè. Đó, cua lai đó. Đây các bạn ơi, mấy con gà. Cho nó gà vào đây nó ăn ở, nó bươi đi. Đó. Cho nó ra ngoài vườn này nó ở. Rồi một hồi cu. Các bạn xem đằng xa xa kia đó, các bạn thấy chưa? Có một container chà bá luôn. À. Để cho các bạn xem. À, hồi qua bển quay cho các bạn xem container đó để làm cái gì nha. Ôi mưa tới các bạn ơi, chạy vô đây trốn, chạy vô đây trốn. Chạy vô đâu? Chạy vô chuồng. Nè, chạy vô chỗ này nè, đó. Chạy đây các bạn ơi. Ôi. Đó. Đó thì vô đây đó, bạn thấy cái container nãy không? Đây, thì bên trong nó đây. Trời mưa nên mình chạy đây một chút. Quạt gió bọt hút luôn nè. Đó. Bóng đèn nè, cửa sổ đầy đủ tiện nghi ha. Rồi sao nó nhiều nữa đó. Đó giờ bữa gắn cái này lạnh nữa là ok luôn đấy các bạn, đầy đủ ha. Ổ điện, điện để dành kim điện hay kim này nọ đầy đủ hết rồi. Chỉ cần thiếu cái máy lạnh, ngăn cái máy lạnh này nữa rồi. Ok. Đó, bạn thấy chưa? Thấy nguyên container như là như cái phòng mở chưa? Đó, cửa sổ mở ra. Đó. Mở ra, nhắm ăn trộm nha các bạn. Container này để dành. Đó, trời mưa rồi kìa. Công mua container này dành tối ngủ đây cho năng trộm các bạn ơi. Chứ giờ ăn trộm quá trời rồi. Đó. Đây ha. Ngủ đây coi cho năng trộm chim trộm gà ha. Đặt container đây chắn đường lại. Tụi nó mở mưa leo dèo đường đó vô nó ăn cắp gà. Giờ chắn container đây. Đó. Thì ngồi cho các bạn xem bển, cái chuồng bển đây nha. Chuồng bển là giờ không có thả gà nữa mà chơi thả chó luôn. Chơi nguyên chuồng chó của nó luôn. Chắn đường luôn. Cho chắn đường trộm luôn. Cho tụi nó hết vô phá nữa. Thế tụi nó vô phá quá các bạn ơi. Vô nâng cấp. Nuôi biết bao nhiêu con nó vô. Công trình này, công thức mình nuôi từ nhỏ lớn là vô nó bắt hoài các bạn. Vì tức lắm. Chơi mua nguyên container vậy luôn.
để đây trắng luôn để dành để ngủ cá lăng trộn. Mưa tới rồi đó, mở cửa ra u mát quá đó, canh ở đây nè, tụi nó leo trèo mấy con đường nữa nó qua nó cắp gà, đi đi đường kia vô đây nó cắp gà cắp chim nhằm trắng đường này luôn. Đó, phòng ốc chưa có đồ đạc gì dân nha các bạn ơi, mới để rồi nè. Rồi mưa tới rồi các bạn ơi, à, các bạn thấy thằng cu nó tắm mưa không, về cánh nó tắm mưa đó, à, nó sẽ cánh lên hết mưa ổn gài, nắng nực quá. Rồi đây bữa nay có đá mưa cái tụi nó mát tụi nó tắm rồi. Con nào lấy bữa nay thấy mưa nó phái. Mưa xuống không khí rất là mát các bạn ơi, ở ngoài nóng quá. Đây mày gà con mình mới lớn rồi nè các bạn, à, giờ là chống máy gà máy hết rồi đó. Bạn thấy tụi nó bóng mượt đã ha. Rồi, đây là lúa mầm nha các bạn ơi. Lúa mầm mà bây giờ nó thành cây luôn rồi. Hổm rồi mình đi chơi lễ á, mình không có nhà, mình để giờ nó thành cây luôn nè các bạn. Nè lúa mầm nó lên không? Các bạn thấy đã không? Nó thành cây luôn rồi. Bây giờ mình bỏ thêm mấy cái lúa khác vô nữa, đừng cho nó mọc tiếp nó nối tiếp nó tiếp á, đặng cho mình có mình cho gà nó ăn hoài. Có cho gà cho cu nó ăn hoài. Giờ thành cây hết rồi. Mới ăn đi. Cây hết luôn rồi. Đó. Tại môi trường mình nuôi nhốt cho nên mình phải tạo ra cây xanh rau cải vậy cho nó. Lúa mầm là cải mầm rồi đó. Đó. Các bạn trồng mình thảy cho nó ăn cho nó cái rau xanh được, cho lông nó bóng mượt được. Rồi không thôi trộn mua mấy dĩ vitamin ơi vậy đó các bạn, trộn cái thứ ăn cho nó ăn là lông nó bóng mượt lắm. Trộn vitamin ơi nè, vitamin A nè, vitamin D rồi đó. Rồi các bạn mua đại dĩ ADE đi cho nó đủ loại, rồi trộn cho nó ăn thường thường, lông nó bóng đẹp, vì xương nó rắn chắc. Ngay nhà thuốc tây các bạn nói dĩ mua bán dĩ vitamin ADE là nó biết là người ta biết à. Mình cho nó ăn rau xanh rồi thêm nè, các bạn thấy không? Đó. Bạn nuôi nhốt mà nó gặp mấy cái cỏ cây cỏ lúa mầm rồi nó phái lắm. Đó các bạn thấy nàng thấy thương không, con nào không mấy thấy các bạn thấy không, chân cẳng đẹp đẽ ha, da dẻ thì hồng hào ha, lông thì bóng mượt ha. Đó các bạn thấy không, cái container mình trắng rồi đó, trắng rồi đó để tránh
canh giữ con trộm. Kìa, có mấy em gấu kìa. Mấy em gấu mình cho nó qua đây nè. Mấy em gấu cho nó qua đây. Nó ở đây luôn, canh ăn trộm luôn. Ghê ghê theo hoài vậy. Rồi thôi, video mình cũng xin kết thúc tại đây luôn các bạn ơi. Chúc tất cả mọi người luôn có những phút giây vui vẻ, một gia đình hạnh phúc và một sức khỏe dồi dào. Mình bye bye và hẹn gặp lại clip tiếp theo nha. Bye bye. Nhớ bấm like và subscribe, đăng ký ủng hộ mình nha.